Quý vị thân mến, tìm nhà Hà Nội không khó đâu vì có em Thiện ở đây rồi. Số em là 0902 661 999. Quý vị bấm gọi liền tay để có ngay nhà đẹp nhé. Ngày hôm nay thì em xin được thông tin nhanh của quý vị một căn nhà trong ngõ thuộc đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nói đến đường Nguyễn Trãi thì chắc hẳn quý vị không ai xa lạ gì rồi. Nó là con đường lớn chạy ngay trước mặt ở Vincom Royal City Tuy nhiên thì em xin nhấn mạnh một điều rằng nhà mình ở đoạn đầu của đường Nguyễn Trãi Là thuộc quận Thanh Xuân Chứ không phải là đoạn cuối gần về phía Hà Đông đâu ạ Nhà này cách ngã tư sở Royal City là 800m Cách trung cư các vị vua sống King Palace là 500m Ở đây là khu vực gần với làng Cự Chính theo tên gọi cũ, chính là gần khu phố Cự Lộc và Chính Kinh ngày nay. Nhà tính theo địa chỉ thì thuộc đường Nguyễn Trãi, gần Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đây là một ngôi nhà đã ở vài năm, đã qua sử dụng rồi, đã được kiểm chứng cái sự bền bỉ kiên cố qua thời gian nhà đã ở đã có đồ đạc nên là chủ nhà chuyển đi thì sẽ để lại tất cả đồ đạc sẵn có quý vị chỉ cần về ở thôi không phải mang theo bất cứ thứ gì gia chủ tặng cả bàn ghế sofa bếp tủ lạnh giường điều hòa vân vân ai thích gì tặng luôn quý vị đang xem là không gian tầng 2 của nhà mình ạ tầng 2 thì họ thiết kế là chia hai phòng ngủ à, có một vệ sinh lớn Ngôi nhà mà quý vị đang xem được xây trên diện tích đất sổ đỏ là 47m2 Chiều ngang là 6m4 Chiều sâu hơn 7m Nhà tương đối vuông Sổ đỏ chính chủ pháp đi tốt Để tại nhà Và sẵn sàng để công chứng và bàn giao ngay Toàn bộ cái đất gần 50m2 Ở Trên sổ là đất thổ cư đất ở đô thị lâu dài Vì là mặt tiền rộng nên là thiết kế trong nhà cũng có hơi khác một chút Mặt tiền lớn nên là mở nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng tự nhiên Gia chủ là một người yêu thích không gian mở nên là nhìn chung nhà rất là thoáng Thậm chí trong nhà nhiều chỗ thì bố trí trồng được cả cây xanh rất là tuyệt Cả nhà và đất này hiện tại đang có giá bán là trên 6 tỷ Về giá thì em có để ở phần mô tả của video nha Chỉ cần là quý vị thiện trí mua Giá cả thì sẽ trao đổi trực tiếp với chính chủ sổ đỏ Trong quá trình chọn mua nhà thì em thiện cũng sẽ hỗ trợ quý vị Cả thủ tục pháp lý giấy tờ luôn Quý vị đang xem là một lựa chọn nhà đất Tại đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Diện tích sổ đỏ là 47m2 Mặt tiền là 6m4 Nhà 3,5 tầng Đang ở và tặng nội thất Đây là một lựa chọn nhà đất Phù hợp cho quý anh chị cô bác nào mà Thích nhà gần trục đường lớn Nguyễn Trãi Thanh Xuân Gần Royal City Ngã Tư Sở Thích cái diện tích tương đối rộng Khoảng gần 50m2 Thích mặt tiền rộng hơn 6m Giá thì hơn 6 tỷ Bán nhà thì Họ tặng cả nội thất luôn Thiết kế nhà như nào, đồ đạc phòng ốc bài trí ra làm sao thì mời quý vị tùy chỉnh video ở chế độ 4K Ultra HD để xem nhé. Xem thực tế thì chỉ cần gọi em Thiện là được ạ. Số em là 0902 661 99. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.